xin chào tất cả mọi người nhé. Linh vừa mới đi ship hàng về và cái thời tiết bây giờ là nó rất là mưa, thế vậy là ướt nên là Linh tiện rửa mặt, chuẩn bị rửa mặt, vì vậy là like trực tiếp luôn để cho mọi người xem cái dòng sữa rửa mặt bên mình nhá. Rất nhiều bạn thắc mắc là không biết sử dụng cái dòng sữa rửa mặt ở bên mình, thì tiện đây thì Linh sẽ làm video luôn để cho mọi người biết cái cách sử dụng cái sữa rửa mặt ở bên mình nhá. Chào dì quên nhá. Trên tay Linh đang cầm đó chính là chai sữa rửa mặt Lemeke nhá. Đấy, mọi người thấy không? Cái kiểu dáng ở bên mình thì rất là độc và lạ, chưa có dòng mỹ phẩm nào nó lại có đầu chổi silicone thông minh như thế nhá. Đây là cái đầu chổi silicone rất là tiện dụng và nó sẽ lấy đi được những cái bụi bẩn mà bám sâu vào lỗ chân lông của các bạn, mà khi các bạn rửa mặt bằng tay sẽ không có khả năng lấy sạch đi được bụi bẩn. Cái đầu chổi silicone ở bên mình này nó sẽ giúp các bạn lấy sạch sâu vào lỗ chân lông của các bạn nhé, và không gây ra tổn thương da. Chào chị Thu Nguyễn, chào Hà Thu Huyền, chào cô Nga nhé, chào tất cả mọi người nhé. Mọi người có thể chia sẻ video giúp em được không ạ? Tiện vừa mới đi ship hàng về, trời mưa nên là em tiện rửa mặt luôn, thì em like luôn để cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng cái sữa rửa mặt ở bên em. Rất nhiều chị khi mua hàng ở bên em về nhưng mà lại không biết cách sử dụng, vì vậy là tiện đây thì em sẽ hướng dẫn mọi người luôn cái cách sử dụng cái cây máy sữa rửa mặt ở bên em nhá. Đấy, như mọi người đã thấy thì nó có đầu chổi silicone này rất là tiện dụng đấy. Và thứ hai nữa là cái sữa rửa mặt ở bên em khi các chị rửa mặt lên da thì nó sẽ không không làm cho da nó bị khô này. Và thứ hai là khi rửa xong da của chúng ta sẽ trắng sáng hơn và rất là mềm mịn đấy. Nó có tinh chất bạc hà, vì vậy là rất tốt. Cái sữa rửa mặt này thì có thể dành cho mọi loại da, đặc biệt là những bạn nào mà da dầu trong cái mùa hè nắng nóng như thế này nhá. Da mặt của chúng ta thì tiết ra rất nhiều dầu, vì vậy là cái sữa rửa mặt này rất là tiện dụng. Hoặc là những bạn nào mà đang bị mụn nhá, hoặc là những bạn nào đang bị mụn thì cũng nên sử dụng cái sữa rửa mặt bạc hà bên mình nhá. Nguyên nhân gây ra mụn đó chính là do các bạn nhiễm bụi bẩn vào da mặt của chúng ta, mà khi các bạn vệ sinh không sạch nó sẽ gây ra mụn đấy. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn mọi người sử dụng cái cây sữa rửa mặt ở bên mình nhá. Đầu tiên thì các bạn hãy làm ướt da mặt. Đầu tiên các bạn hãy làm ướt da mặt nhá. Khi các bạn sử dụng các dòng sữa rửa mặt ở trên thị trường bây giờ thì nó rất đa dạng, nhưng mà đa số nó là dạng tuyết. Và thứ hai là khi các bạn rửa mặt xong thì da nó bị xít. Thường thường mọi người nghĩ như thế là sạch nhưng mà không phải sạch, mà nó làm cho các bạn da khô. Đấy. Sau đó các bạn ấn nhẹ nhá. Ấn nhẹ để cho cái sữa rửa mặt này nó ra đến cái đầu chổi silicone. Đấy, mọi người thấy không? Thấy cái sữa rửa mặt nó ra không? Khi mà nó ra sữa rửa mặt như thế này, mọi người chỉ cần cho một ít thôi. Cho mình ít, sau đó các bạn đánh nó lên thì nó sẽ ra nhiều bọt, không tốn chút nào. Đấy, sau đó các bạn đánh đều lên nhá. Mọi người lưu ý giúp em là mọi người hãy massage nhẹ nhàng từ dưới cằm lên. Đấy, massage nhẹ nhàng từ dưới cằm lên, để cho giúp cho da mặt của chúng ta săn chắc và không bị chảy xệ. Mọi người đừng có nên đi xuống như thế này nhá, nó sẽ làm cho da của chúng ta bị chảy xệ. Đấy, mọi người massage nhẹ nhàng lên. Thường thường thì bụi bẩn nó sẽ bám vào hai bên cánh mũi này, nên là Linh sẽ tập trung rửa ở hai bên cánh mũi này nhá. Đấy, hai bên cánh mũi này thì bụi bẩn sẽ bám rất là nhiều, và thứ hai là mụn cám nữa. Sữa rửa mặt Linh đang dùng nó có tinh chất bạc hà, vì vậy là khi massage lên da mặt thì nó có cảm giác thay mát rất là dễ chịu luôn. Vào cái mùa hè nắng nóng như thế này và nó kiểm dầu rất là tốt. Nó có tinh chất bạc hà, vì vậy là nó kiểm dầu 8 tiếng mọi người nhá. Và chất xuất từ dâu tằm nó sẽ giúp cho da của các bạn trở nên trắng sáng và mịn màng hơn. Đấy, mọi người massage rất là đã luôn. Nhất đâu ở với cái mùa hè nắng nóng mà 38-40 độ C thì hầu như là sáng Linh rửa, trưa Linh rửa và tối Linh rửa, bởi vì da tiết ra rất nhiều dầu, rất là khó chịu luôn. Cảm giác nó rất dính da mặt, khó chịu lắm. Và các bạn phải làm sạch da mặt thì khi các bạn bôi kem dưỡng da nó mới thẩm thấu vào da. Mọi người lưu ý giúp em là khi các bạn rửa mặt cảm thấy sạch rồi, mọi người hãy rửa luôn bằng nước nhá. Rửa luôn bằng nước, không nên để lâu, quá lâu trên da mặt. Đấy, mọi người chia sẻ video giúp em nhá. Rất nhiều chị mua sữa rửa mặt ở bên em nhưng mà chưa biết cách sử dụng, vì vậy là em sẽ tiện like luôn để hướng dẫn mọi người cái sử dụng cái sữa rửa mặt bên em.
rất là mát, rất là dễ chịu luôn mọi người ạ. Đấy, em sẽ tập trung ở hai bên cánh mũi này. Đấy. Và sau đó các bạn hãy vệ sinh cái đầu chủ silicone đi nhá. Rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, khi em vệ sinh này, sạch này. Sau đó các bạn đóng nắp vào và cất đi nhá. Các bạn hãy rửa sạch da mặt mình bằng nước nhá. Mình sẽ rửa sạch da mặt và cho các bạn xem là sau khi mình sử dụng sữa mặt, da mặt mình nó sẽ như thế nào nhá. Đây nhá mọi người nhá. Đấy mọi người thấy rõ không? Da mặt của em rất là mịn luôn và cảm giác rất là sạch. Cái sữa rửa mặt ở bên em thì khi các bạn rửa lên da mặt thì sau khi rửa mặt xong thì da rất là mềm, rất là dễ chịu, không có cảm giác gì là da bị khô. Khi mọi người sử dụng những cái tuýp mà trên thị trường bây giờ nó rất đa dạng, thường thường nó sẽ ra những cái ống tuýp. Và khi các bạn rửa mặt xong thì da các bạn rất là xít. Tưởng chừng như nó sạch nhưng mà nó không sạch. Nó làm cho các bạn nó sẽ làm cho da của các bạn bị khô và rất khó chịu. Và sau khi Linh rửa mặt xong thì Linh thường có thói quen là vỗ cho một chút toner. Toner thì thường thường sẽ dùng cho những bạn nào mà lỗ chân lông to hoặc là đang bị viêm lỗ chân lông. Các bạn có thể sau khi rửa mặt các bạn vỗ nhẹ ít toner nhé. Hoặc là những bạn nào mà lỗ chân lông không to mà muốn cấp ẩm cho da thì hãy thoa cho mình một chút serum nhé. Và sau đây thì Linh xin kết thúc livestream ở đây thì cảm ơn mọi người đã xem live của Linh nhé. Xin chào tất cả mọi người.